mình thấy là ví dụ cái Facebook này mình đang kết nối với các bạn Pro, Top Pro ấy, Pro Player thì nó đang hiện này, nhưng mà trong Facebook, trong cái iPad của mình thì không hiện ra. Thế mới điều bây giờ mình ra thằng Golem vậy á, mình đang muốn làm video về thằng Golem này. Sorry mọi người, sau đấy sẽ là Osama nha, mình nữa. Đúng không? Mình iPad, iPhone bị hết. Nhưng mà trên cái điện, trên cái PC này thì nó hiện. Thế mới hay điều. Viper playing, let me check next game bro. Thực ra cái vấn đề này mình biết, tức là mình không hiểu, nhưng mà mình biết cách đây vào trung tuần của cái tháng tháng 1, tháng 2 rồi. Sau đấy là mình cứ kết nối đi kết nối lại mãi, bảo cái quái mà mình kết nối xong rồi nhưng mà chả thấy ai xem mình chơi cả. Hóa ra là cái này không phải lỗi của mình mà là lỗi Lightning kìa. Good job. Serious, he playing. Ok, let me check in next game. Ok, let me check the Viper. Is Viper or London or Anaban? Ok, we're waiting for okay, Anaban. Ok, Anaban. If Viper in game, please tell me guys. I will spike him. If Viper in game, please tell me. Serving. Please, anyone give free win to Viper. Please. No, Muji cannot, because we need to win. Muji need to win more, so it's impossible. We don't have enough time. Yeah, okay, 5 minutes left. Enough for Viper. Only Viper can win. Anyone tell me when Viper in game, please tell me. I will move to Viper in. Viper! What reason? No way, Anaban, that will win. Yeah, amazing. No, Viper and Boten the same clan. No. Viper and Moten same clans. Okay, 5 minutes left. Viper and Moten same clan. Go like one chick. Do me. Hi, Piling. I'm not sure. He got a top 4 right now, a top 2 right now. I don't think he get a top 1. I try to get a top 1. It's easy this time. Ooh. Call out one tick. Koka, he tried that Princess Tower and Toti, he tried get the King Tower. Swipey? Next game. Swipey.
Tornado. Yeah, Tornado. Go left one tick. First, no, not first boost. Third play. Woo! Oh my god, Lumberjack. Lightning coming now. One tick, one win. One tick, big win! Woo! Three ground. Vòng 12 này. À thằng này là cho Felix. Đây cho Felix rồi. Felix Facebook. À ok, one game Coca. And banana. Oh my. Banana thế này thì ăn được không? Anh đi, anh ăn sau. Nhá, được rồi. Hey, yes, it's banana, but he just lost Uncle Long and right now he lost Coca. Really bad matchup for him. Oh wait, no, be careful. What the? Giờ toàn thấy like trên kênh Emro, kênh này vậy, kênh Emro chưa mở tiền. Ôi rồi, ôi mình live stream trên kênh Emro còn nhiều hơn ạ. Bạn có thể xem lại cái lịch sử vừa cái clip vừa upload xong, vừa livestream cách đây 10 giờ. Yeah, it was water. Kênh Emro mở lại lâu lắm rồi, chắc chưa mà. Yeah, good game, I think. One golem, one push. Yeah, he puts land on the right. Think that better. Only one push, one land. Keep the Mega Minions defense on the right left. And Bomber! It's time to you, Bomber! Bomber! I need Bomber right now! Bomber! No, no Bomber this time. Golem push tiếp. Quên bật thông báo mà xong thấy. Trời ơi! Kênh Emro mình live stream còn nhiều hơn, kênh này nhiều hơn, nhiều cơ. Hôm qua mình live stream còn hơn 100 người xem mà. Hơn 100 người xem ăn uống vậy. Yên tâm là cứ cuối mùa thì cứ vào kênh Emro thôi. Còn cứ thường hệ là cuối mùa là mình live stream. GG, well played, I cannot defend. Oh, what the fuck, Bomber. 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 Golem one chick. Subscribe.